Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Gốm 10 xin giới thiệu tới quý vị và các bạn hai mẫu lọ lọc bình men dạ đắp nổi được nhiều khách hàng yêu thích và lựa chọn nhất. Đầu tiên là mẫu đắp nổi Đức Phúc. Mẫu họa tiết này có nhiều ý nghĩa thiêng liêng. Cũng bởi thế mà chúng ta vẫn có một câu đối: Đức thừa tiền tổ thiên niên thịnh, phúc ấm nhi tôn bách thế vinh. Như các bạn có thể thấy, nhìn tổng thể sản phẩm rất hài hòa và vô cùng tinh xảo. Mẫu thứ hai chính là mẫu đắp nổi công đào. Với ý nghĩa biểu tượng cho uy quyền, tiền tài và sự thủy chung, thì trong phong thủy, đây cũng là một sản phẩm mang đến nhiều điều tốt lành cho gia chủ. Toàn bộ họa tiết trên sản phẩm được đắc tay thủ công 100%. Các bạn có thể thấy là từng bông hoa, từng cánh hoa được đắp lên vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo, từ những cái đường nét nhỏ nhất. Điểm nhấn đặc biệt và nổi bật chính là bộ đuôi công được đắp nổi từng chiếc như thế này đấy ạ. Các bạn có thể nhìn kỹ hơn. Phần này là đắp nổi kênh lên ạ. Bạn nghĩ sao về sản phẩm này của Gốm 10? Hãy để lại bình luận và chia sẻ cảm nhận để Gốm 10 được biết nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video lần sau.